Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ làm một cái video clip về cái môn phái thứ hai ra cùng với môn phái đường một, đó chính là Côn Lôn. Thì bây giờ chúng ta hãy bắt đầu vào server Trung Quốc để trải nghiệm với môn phái này. Thì hôm nay mình sẽ chơi game Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile của Trung Quốc trên cái giả lập đó chính là CoPlayer. Thì các bạn có thể gõ cái chữ CoPlayer trên Google á, thì các bạn sẽ có thể vào cái trang web này và tải nó về một cách dễ dàng ha. Rồi, sau khi cài đặt xong cái gia lập này thì các bạn nhớ cho sắm cho mỗi người một cái tài khoản Gmail đi, để khi các bạn vô cái CH Play á thì các bạn download về cái drum. Sau khi download về xong thì các bạn vào cái trang web đó là zxwei.com/ml/. Đây là trang web chính thức của game Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile của Trung Quốc. Và các bạn muốn download nó về thì các bạn bấm một cái nút trên này. Đó. Và các bạn đợi chút xíu nó sẽ download về. Sau nó sẽ hỏi mình là có download cái file này hay không. Tại vì có một số cái máy nó sẽ quy cái file này là file virus tệp nguy hiểm. Thì các bạn cứ nhấn ok đi, tại vì cái này của mình download về rồi nên nó có hỏi là thay thế hay không. Đó, sau khi mà download về xong thì các bạn cứ cài đặt một cách bình thường. Nó mà có hỏi là mình có bảo mật gì hay không về cái này á, thì các bạn cứ loại bỏ cái diệt virus của mình, tại cái diệt virus nó nghĩ cái này nó chính là virus chứ không có gì đâu. Còn nếu mà nó có hỏi mình là truy cập vào danh bạ hay là sao gì á thì các bạn cứ đừng có cho nó truy cập, miễn sao cho nó cài thôi, chứ đừng có cho truy cập vào danh bạ hay là bất cứ cái gì hết. Rồi sau khi cài đặt xong thì các bạn nhập vào game mà chơi. Thì các bạn đây là cái giao diện game đó, sẽ khi mà đăng nhập vào, khi mà vào game á thì sẽ có hai cái. Thứ nhất là bên tay trái là tài khoản WeChat, và thứ hai bên tay phải nó là tài khoản WeWe. Thì mình sử dụng cái tài khoản WeWe. Thì bây giờ mình hướng dẫn lại cái cách nào đăng ký cái tài khoản WeWe. Thì các bạn bấm chữ WeWe á trên Google á là nó sẽ hiện ra một cái rất nhiều trang web. Thì mình, các bạn để ý cái trang web, cái đường link này ha. Đó, là mình có đăng ký cái tài khoản WeWe. Đó. Rồi, sau khi đăng ký xong thì chúng ta bắt đầu bấm vô cái WeWe. Cái diệt virus nó đó, sau khi mà mình bấm vô cái nút cửa bên tay phải á thì nó sẽ hiện ra cái hộp thoại như thế này. Mình sẽ đăng nhập vào cái tài khoản WeWe, sẽ có hai dòng, ban đầu nó sẽ có hai dòng, nó ghi cái chữ Trung Quốc như thế này mình không hiểu, thì mình sẽ điền vô cái email của mình á mà mình đăng ký cái WeWe á. Đó, rồi cái mật khẩu thì các bạn cứ đánh mật khẩu vô ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ đăng nhập vào cái môn phái Côn Lôn để mình trải nghiệm nó. Thì mình sẽ đi tống kiếm. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu trải nghiệm nó trên tống kiếm. Đây, đó, các bạn hãy nhìn kỹ nha. Những cái skill nó rất là đẹp. Mình sẽ chơi từ từ. Skill thứ nhất là lốc xoáy. Đây, sẽ có 3 lần lốc xoáy. Skill thứ hai đó chính là kêu lướt lên, giống như của đầu cua kiếm nha. Chiều thứ ba đó chính là nó ra một cái dòng này, giống như là của cái con gì mình quên mất tiêu rồi. Cái con gì mà mình thi đi phụ bản thường thấy á. Nó rất là đẹp. Chết mẹ rồi. Chiều thứ nhất đó chính là 3 lốc xoáy. Thứ hai, chiều lướt lên. Rất là đẹp ha. Chiều thứ ba là cái chiều mà giống như kiểu con cá thớt á. Các bạn biết con cá thớt của trong Liên Minh Huyền Thoại không? Đây là phái nữ. Côn Lôn thì là phái nữ. Nó có chiều lướt rất là hay. Đây là chắc có thể là một trong những phái mà khó chịu trong thời gian sắp tới, tại vì nó là cái phái mà đánh cận chiến nhưng mà có chiêu áp sát người ta rất là lời. Và đặc biệt là cái chiêu mà cái chiêu giống như cái chiêu thứ ba của nó quay quay á,
thời gian thực hiện nó thì khá lâu, và cái nó hình như là nó xong cái chiêu thứ ba thì nó còn 7 giây nữa là có thể chơi tiếp. Ngon á. Và cái chiêu mà mọi người đang thắc mắc đó là chiêu cuối là gì? Đây, chiêu cuối, khi mình hướng chơi chiêu cuối nha. Kiếm đông đông để mình chơi. Chiêu cuối như thế nào? Mình chơi chiêu cuối là cái chiêu giật điện. Đó. Các bạn hay gọi chưa? Mình rất thích cái chiêu thứ hai nữa. Đây là một phái đánh cận chiến, nhưng mà nó có một cái skill giống như tựa tiêu dao áp sát người chơi, rất là hay. Kết hợp với cái chiêu thứ ba. Đây, kết hợp với chiêu ba. Dồn đam rất là lẹ. Đó, thêm chiêu thứ tư nữa là đánh lan nữa. Chờ chiêu đầu tiên cũng đánh lan nữa, sướng quá. Thật sự là hồi trước giờ mình chơi Võ Lâm thì mình ít chơi môn phái Côn Lôn nên mình không biết nhiều về cái môn phái này. Thì hôm nay thì mình chỉ có là mình cho các bạn xem những cái skill của nó thôi, cho coi nó đẹp cỡ nào. Máy thì hay lắc nha, các bạn không cảm mình ha. Đó, đây là một phái chắc mình nghĩ là nó là một trong những phái là rất là hot sau khi ra mắt chung với Đường Môn. Phái cận chiến, thầy thổ cận chiến đó. Và đây tất cả những skill của Côn Lôn các bạn cũng đã thấy. Thì bây giờ mình sẽ xem nó còn những cái skill như thế nào nữa. Ok, bây giờ mình sẽ xem thôi nó còn những cái skill gì nữa. Tao 23 điểm. Đây, cái chiêu đánh thường của mình này, 500 sát thương cơ bản và 300 hệ thổ, sát thương hệ thổ. Mình đoán thôi chứ mình không biết nữa. 200% luôn, mạnh quá vậy. Chiêu này chắc nâng mát nè. Chiêu lướt chắc chắn sẽ nâng mát này. Chiêu lốc xoáy, mình nghĩ là chiêu lướt, chiêu thứ hai và chiêu thứ ba sẽ nâng mát. Đây, chiêu này nó quay vòng hay. Đây là phụ trợ, đây là chiêu sấm sét xuống. Đây tiếng tàu không à, nên mình cũng không có hiểu nữa, các bạn thông cảm nha. Đó, đây là toàn bộ cái video clip nói về môn phái Côn Lôn sẽ ra, dự kiến ra mắt ở vào Việt Nam vào tháng 1 2017. Thì nếu các bạn là một fan của môn phái Côn Lôn ở game Võ Lâm Truyền Kỳ 1, rồi game Kiếm Thế, hay là tất cả các game bạn có Côn Lôn, thì đây là một trong những lựa chọn của bạn đáng thử. Và đặc biệt là Côn Lôn, hồi trước mình biết nó là chính là nhân vật nam, bây giờ nó chuyển sang nhân vật nữ, rất là dễ thương. Video này kết thúc tại đây. Thì nếu các bạn thích video này á, thì nhớ cho nó một like nha, nhớ share cho nó, chia sẻ ra cho mọi người đều biết. Và nếu được thì các bạn chia sẻ tất cả các video clip của mình á, để cho anh em, những người nào chưa biết về những môn phái này, hoặc là những cái thắc mắc về những cái môn phái khác đó, thì để cho anh em để biết. Và nhớ ủng hộ kênh của mình, subscribe kênh YouTube của mình và like cái fanpage của mình, để có thể anh em nào mà có câu hỏi hay là thắc mắc gì đó mà muốn tâm sự riêng á, thì cứ gửi tin nhắn vào cái fanpage đó ha. Thì xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi.